Xin chào các bạn. Hôm nay tôi hướng dẫn các bạn là cài cái phần một phần mềm mới trong phần mềm Skype để chúng ta dạy học trực tuyến. Thì trong thời gian vừa rồi có rất nhiều người hỏi tôi về một số cái thắc mắc lỗi của cái phần mềm Zoom dạy học trực tuyến ấy. Đến hiện tại bây giờ là chưa được hiệu quả. Thứ nhất là cái thời gian này, rồi là hình và tiếng, rồi là cái vấn đề bảo mật ấy. Nên là cũng rất nhiều người hỏi tôi. Thế để sử dụng tốt trong cái phần mềm mà để dạy trực tuyến thì hôm nay tôi cũng có cài và mọi người dùng cái phần mềm này cũng tương đối hiệu quả. Cái phần mềm Spiker này nó có rất lâu rồi, tôi cũng dùng lâu rồi. Đấy, như hôm nay chúng ta sẽ nghiên cứu lại và tìm hiểu lại. Cái này nó nằm trong gói sản phẩm của Microsoft. Đấy, nên các bạn yên tâm sử dụng. Thế để cài được phần mềm này thì chúng ta sẽ vào trình duyệt, ta gõ chữ Skype để ta tải về. Đây cái trang Skype đây, chúng ta bấm ra tải về. Ta kích vào nút download Skype. Ta chọn cái mục này, đó là tải về cho Windows. Đấy, ta bấm vào đây. Ta tìm vị trí, ta lưu nó lại. Ta lưu nó lại. Thế như vậy nó sẽ tải về. Sau khi tải xong ta kích vào cài đặt là chạy cho nó. Yes. Into. Thì quá trình chạy cài đặt lúc chúng ta sẽ xong. Rồi, quá trình cài đặt đã xong. Đây là Skype. Đây là giao diện của cái phần mềm Skype. Chúng ta bấm vào sử dụng. Quan trọng là ta phải đăng nhập một cái tài khoản vào để sử dụng cái phần mềm này. Nếu các bạn có một cái tài khoản rồi thì các bạn sẽ đăng nhập. Ví dụ như tôi này. Thì đăng nhập vào. Để ta sử dụng. Đấy, đây là tôi có tài khoản rồi, tôi đăng nhập vào luôn bằng cái tên truy nhập và cái mật khẩu của tôi. Đấy, để vào để tôi sử dụng. Đây là các phần test mic này các thứ. Đó. Bấm tiếp tục. Test video. Test webcam. Rồi. Ok. Thế như vậy, như này chúng ta đã sử dụng rồi. Thế để sử dụng được. Đấy, thì chúng ta sẽ. Thứ nhất. Chúng ta quan tâm đến cái phần dạy trực tuyến đúng không ạ? Thì tôi hướng dẫn các bạn phần trực tuyến thôi. Đấy, các bạn muốn tổ chức một cái cuộc họp thì các bạn kích vào chữ Meet Now này, đó là họp ngay bây giờ. Đấy, ta bấm vào đây. Đó. Thì nó hiện lên cái bảng này. Chúng ta có chia sẻ cái này không? Và cái đấy, nói chung này nó có tiếng Anh này. Để ta bấm vào tiếp tục đi. Thì sẽ lên một cái bảng. Trong đó nó sẽ hiện lên cái hình ảnh của tôi. Đấy, hình ảnh video. Thế vậy thì chúng ta quan tâm này, để làm sao đối tượng của mình để vào cái cuộc họp này, chúng ta add những ai vào, những ai cho phép được vào, thì chúng ta phải quan tâm. Chúng ta nhìn sang phía bên này, nó có mục zoneskyper.com này. Đây là cái địa chỉ, cái đường link để cho nhiều người vào học của chúng ta.
thì chúng ta tích vào cái mục cái tệp tin này, đấy chính là mục copy. Ta tích một cái thì là link đã được copy. Đấy. Sau đó chúng ta sẽ dán cái đường link này chia sẻ lên hội nhóm, đó là nhóm Facebook hay nhóm Zalo. Ví dụ là nhóm Zalo của khối lớp 1 chẳng hạn. Có các vị phụ huynh ấy, thì chúng ta chia sẻ cái đường link này. Đấy, thì các vị phụ huynh ấy bấm vào đường link này thì các vị sẽ vào được cái phòng họp này. Và chúng ta sẽ học được trực tuyến. Đấy, tuy nhiên là các vị phụ huynh cũng phải cài phần mềm Skype này, phải đăng nhập thì chúng ta mới có thể sử dụng được như thế này. Đấy, sau khi chia sẻ xong thì chúng ta bấm vào Start Call là cuộc gọi. Cuộc gọi chính là cái cuộc họp đàm thoại với nhau ấy. Đấy, ta tích vào đây. Thì đây là giao diện học tập trực tuyến. Và những bạn nào mà vào tự động nó sẽ hiện những cái người vào đây và chúng ta trao đổi. Hội họp nó giống như là chúng ta dạy trên Zoom. Đấy, như vậy. Như thế là trong hội họp. Và chúng ta, đây là video và tiếng. Ta tắt video này, tắt tiếng ở đây. Đấy. Và trong này còn nhiều tính năng chat nữa. Trong lúc cái trình dạy học không nói thì ta có thể chat. Và đây trong này nó có một số cái tính năng là cài đặt âm thanh và video. Đấy, đây là những cái full màn hình. Và bên này sẽ còn một số tính năng gì nữa không? Đấy, đây là nó mở ra cái hộp thoại bên ngoài này. Đấy, đây là một số cái tính năng ở trong cái phần mềm Skype. Đấy, bây giờ tôi out ra để tôi đấy, ví dụ tôi add các bạn bè tôi vào được cũng được. Đấy, tôi add bạn bè vào để xem. Nhưng mà chúng ta add nhiều quá là mọi người vào nhiều là cái phòng học của chúng ta là nó không theo một cái gì cả, mà chúng ta chỉ chia sẻ đường link cho một cái lớp học của chúng ta thôi nhé. Đấy, bây giờ tôi thoát ra. Tôi xin out ra này. Tôi thoát cái của tôi ra. Bây giờ quan trọng là khi các bạn cài xong rồi, đây là tôi đang đăng nhập cái thử của tôi ấy. Cài xong rồi thì chúng ta sẽ có tài khoản chúng ta đăng nhập, còn không có tài khoản thì chúng ta phải tạo một cái tài khoản của cái Microsoft, của cái Skype này. Đấy. Chúng ta có thể đăng nhiều tài khoản vào đây. Đây là cái tên đăng nhập của tôi và tôi muốn đăng nhập được một cái tài khoản khác, cao khác thì tôi tích vào đây. Đấy, và chúng ta tiếp tục đăng nhập một cái tài khoản mới. Và bây giờ nếu tôi tạo một cái tài khoản mới thì tôi làm như nào? Đấy, chúng ta sẽ, nếu mà có tài khoản nó có ở đây, còn không có ta vào create one này để tạo ra một cái tài khoản. Đó. Ta sẽ điền số điện thoại của chúng ta. Đấy, ta tạo một cái tài khoản bằng số điện thoại. Nếu chúng ta không làm bằng số điện thoại thì chúng ta sẽ sử dụng bằng một cái email. Thì chúng ta tích vào dưới này. Đấy, ta điền email ở đây. Đây, cho điền một cái địa chỉ email. Mọi người lưu ý là cái địa chỉ email này phải gõ đúng. Gõ sai là chúng ta sẽ không làm được. Đấy. Vì tí nữa người ta sẽ báo một cái code vào cái email này, bắt buộc chúng ta phải mở cái email này ra để chúng ta lấy cái code chúng ta nhập vào đây thì mới được. Thế do vậy nếu chúng ta điền sai vị trí email thì chúng ta nó sẽ báo cái code nó cho một cái email nào đó mà không phải email của mình, mà mở ra chúng ta sẽ không kích hoạt được. Đại ý là như vậy. Thế chúng ta phải gõ đúng email mà chúng ta sử dụng. Chúng ta bấm đấy. Chúng ta đặt mật khẩu. Cái mật khẩu này là chúng ta tùy, chúng ta đặt nào đặt làm sao cho nó vừa bảo mật nhưng mà vừa dễ nhớ. Đấy, các đồng chí ý bí thế. À, bảo mật nó hỏi là phải 8 số. 8 số rồi, nhưng mà bảo mật nếu mà chúng ta lấy cái số mà đúng với cái mật khẩu của email là cũng không được. Chúng ta phải lấy khác đi.
Đấy. Như vậy thì chúng ta đã điền được mật khẩu xong, xong chúng ta đánh tên. Bấm next, ta gõ họ này, tên này, ta bấm next. Đấy, đấy bây giờ là sẽ phải có một cái code ở đây. Thì chúng ta phải mở cái email là trang thắng85a@gmail.com ra để chúng ta lấy cái địa chỉ email đó. Cái code đó. Đây. Chúng ta lấy địa chỉ đó, ta để ý cái số này, số code người ta gửi cho cái email của mình ạ. Ta copy cái code này nhá. Copy cái code này ta điền vào. Và ta next. Đấy. Các bạn lưu ý này, chúng ta lại phải gõ cái số này vào nhá. Ta nhìn cái số này nó là chữ hoa, ta phải gõ chữ hoa, gõ đúng như thế này. Q X K R I D chắc là y thường 3 V kép. V kép. Đấy. Chúng ta next. Đấy, như vậy mã là chúng ta đánh là như thế là chưa đúng. Tôi đánh lại. V này. V này, xin lỗi. V y thường này, P này, H này, S, M, V để xem có đúng không. Vâng, như thế là đã đúng rồi. Đấy. Thế như vậy là chúng ta đã tạo được một cái tài khoản Skype bằng một cái địa chỉ email. Thế sau khi làm xong bây giờ chúng ta sẽ bấm tiếp tục. Đã, test phone rồi tất cả mọi cái. Nó cũng như lúc nãy thôi, như lúc nãy đăng nhập ấy. Đấy, bấm OK. Thế bây giờ đã tạo xong một cái tài khoản của Nguyễn Trang. Thế bây giờ chúng ta vào tổ chức họp bình thường. Meet now. Sau đó continue. Chúng ta sẽ chia sẻ cái đường link này cho cái hội nhóm để chúng ta vào học. Đấy, như hôm nãy ta làm thôi, ta bấm vào đây là copy. Đấy, trong chia sẻ xong chúng ta vào start call để chúng ta gọi video và mọi người vào chúng ta sẽ học được trực tuyến như bình thường. Đấy, ví dụ như này. Đấy, mọi người vào là sẽ học được trực tuyến, sẽ nhìn thấy chúng ta vừa trao đổi. Thế như vậy trên đây tôi đã hướng dẫn cho các bạn là tải cái phần mềm Skype về máy tính này, xong rồi cài đặt này, đăng nhập một tài khoản có sẵn này, rồi là tạo một cái tài khoản mới. Đấy. Các đồng chí muốn làm chúng ta sẽ làm đúng theo cái bước của tôi, tôi sẽ làm được cái đăng nhập được cái này. Và tôi thấy cái phần mềm này chạy rất là hay. Nếu các đồng chí thấy hữu ích thì các đồng chí sẽ bấm đăng ký. Đấy. Sau đây video của tôi sẽ là kết thúc. Xin chào và tạm biệt các bạn. Chúc các bạn thành công.